Hallelujah. Xin chào ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn. Wow, anh chị em và các bạn ơi, cả đại gia đình mình ơi. Mình nãy mình có đi quay ô tô cho đại gia đình mình xem, nhưng mà chưa đến nơi thì mưa nè. Nên bây giờ mình sẽ quay lại cảnh mưa này cho đại gia đình mình xem nè. Các bạn ơi, các bạn xem mưa ở nước Đức nè. Wow, có trời rầm đó. Mình chạy vô không kịp cả nhà ơi. Đi quay cho đại gia đình mình xem ô tô mà cuối cùng không quay kịp á. Rồi đi nửa đường mình bị mắc mưa cả nhà. Đó, trời rầm đó nè. Đại gia đình mình nghe trời rầm không nè. Đó, trời rầm đó cả nhà. Nên mình không có chạy ra đường mình quay được nữa, mình phải chạy vô ở phía trong nè, mình quay cảnh mưa này lại cho đại gia đình mình xem nè. Các bạn ơi, cảnh mưa ở nước Đức nè. Đây, các bạn mình ơi, đại gia đình ơi, mưa lớn chưa nè. Wow, mưa quá chừng lớn luôn cả nhà ơi. Mình phải trú ở trong nè, ở chỗ người ta bán đồ đó cả nhà. Đây là trung tâm đó. Mình phải đi phía ở trong nhà để mình quay lại cho đại gia đình và các bạn mình xem mưa nè. Đó, những giọt mưa lăn tăn nè. Mưa lăn tăn đó cả nhà. Mưa lớn ơi là lớn, mình bị ướt hết rồi cả nhà ơi. Đi quay xe cho đại gia đình mình xem, cho các bạn mình xem mà bị ướt rồi. Phải chạy vô đây quay lại cảnh khác, cảnh mưa để cho đại gia đình mình xem nè, để kỷ niệm. Kỷ niệm mình chạy đó cả nhà, ướt giống như chuột rồi. Giống như gọi là gì, chuột gì, chuột lột hả? Wow, lạnh lắm cả nhà ơi. Cả nhà có thấy thương mình lu mờ không nè, bị mắc mưa rồi, trời gầm nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy trời gầm không, lớn chưa nè. Trời gầm lớn chưa cả nhà. Mưa ơi là mưa, lớn ơi là lớn à. Đó, những giọt mưa lăn tăn đó cả nhà. Các bạn ơi, mưa nè. Chạy vô phía trong này nè cả nhà. Đó, mình quay lại cho đại gia đình mình xem nè. Mình trú ở trong này nè, ướt hết cả nhà. Ở trong này là bán đồ và bác sĩ nè cả nhà, có đầy đủ, bán thuốc, bán đồ, bán thức ăn, kẹo, bánh, đầy đủ hết. Đó, mình trú ở trong này nè cả nhà, phải đứng chờ đó, nhiều người phải đứng chờ đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa. Wow, bị mắc mưa đó cả nhà. Thôi các bạn mình ơi, mắc mưa phải chạy vô đây, trời gầm quá chừng gầm luôn á. Cả nhà, trong đây là bán nước nè cả nhà. Bán đầy đủ, bán nước, bán đồ nữa cả nhà. Mọi người phải chờ ở trong trú mưa đó cả nhà ơi. Các bạn ơi, đi trú mưa nè, những giọt mưa vẫn còn lăn tăn lớn lắm nè cả nhà. Đây, mưa rơi từng cánh u sầu nè. Mưa rơi, mưa rơi, mưa ơi là rơi. Đó, cả nhà mình nghe chưa, trời gầm mà, lớn ơi là lớn luôn. Tiệm bán đồ đây cả nhà. Tiệm bán đồ đây đó cả nhà ơi. Mình phải đứng trong đây mình trú mưa đó cả nhà. Trú mưa ở đây cả nhà ơi.
giọt mưa vẫn còn nặng hạt lắm cả nhà. Đó, mưa rơi nặng hạt đó cả nhà ơi. Cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Blue M cuộc sống ở Đức của mình. Nếu cả nhà thích video của Blue M, cả nhà nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha cả nhà, để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay cho đại gia đình mình xem nè. Đó, mưa vẫn còn nặng hạt lắm cả nhà. Giờ này Blue M cũng xin kính chúc cho đại gia đình thân thương, nơi nào sáng thì một buổi sáng bình an vui vẻ, phước hạnh yêu thương và dư dật nha cả nhà, được gặt hái trong ngày. Còn nơi nào tối thì mình cũng xin kính chúc cho đại gia đình thân thương của mình nè, ông bà cô chú bác anh chị em và các bạn, một buổi tối bình an vui vẻ cùng với gia đình, một buổi tối hạnh phúc và ngủ ngon nha cả nhà. Bây giờ Blue M xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình nha. Hẹn gặp lại video lần sau nha cả nhà. Cả nhà chờ đón xem nha. Blue M sẽ dẫn đại gia đình mình đi đâu nha. Cảm ơn đại gia đình, cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà. Bye bye các bạn.